Rồi em nói em chôn cái đường nước của vườn nào mà bị động rễ rồi rồi bị đó, mình quay cái này nè là không bị nè. Nhưng cái chỗ em chôn đường nước á bên khu vườn lớn bên kia 200 cây đó. Đi qua đi qua đó luôn đi. Vậy hả? Đi qua cái vườn hồi xưa ba dẫn anh đi á, cái vườn mà đẻo 18 cây á mà sống 17 cây, đúng không? Giờ tắt cái video này đi. Cái video này à. Trời ơi. Năm tháng không cần phun. Đẹp mê không? Đó chúng ta coi này ha. Nhưng cái chuyện mà ở trên Tây Nguyên ấy, nhổ cây cà phê đó, nó động rễ một cái là bắt đầu là nó có chuyện liền. Đó, như đây nè, đâu có bị gì đâu, đâu bị có cháy lá do sương đâu. Mình đi qua bên đây mình sẽ thấy nó bị là cháy lá do sương. Đó, là do là chôn của đường ống nước. Biết trước như vậy, tức là Tân biết trước như vậy, nhưng mà bây giờ một mình mà làm bao nhiêu công thì làm nhưng mà nó không chích được. Ừ, nó nghe. Kệ nó. Không có sao hết. Anh nói rồi, có cái nhánh rễ nó còn yếu thì cái nhánh này nó bị thôi. Cái này nó đâu có bị. Kệ nó nè, nó có vô chích nè. Đâu có sao. Tại vì như thế này nè. Nếu như anh nói ví dụ ha. Nó có 1000 con rầy thì con kiến nó sẽ ăn. Con kiến nó ăn xong nó sẽ có được 1 triệu con. Ví dụ vậy ha, nó sinh sôi nảy nở được 1 triệu con, thì 1 triệu con một năm nó chết đi 500.000 con. Còn nếu nó chúng ta cứ phun diệt diệt riết thì có con kiến nó không có gì nó ăn, nó được có đầy cái đàn của nó trên một năm có 500.000 con à, thì nó chết 250. Như vậy thì đất đâu có tốt bằng 1 triệu con mà chết 500.000 là như vậy. Nên mà ai mà kỹ quá, tức là tôi nói rất rõ nè, rất là rõ, tức là chúng ta phải có cái nhật, ai mà kỹ quá đó, tức là cầu toàn quá đó, thì phải có cái nhật ký nông hộ. Để làm chi ạ? Để làm gì? Để, thí dụ, qua được không ta? Được, cây chắc lắm. Hên quá. Có cái nhật ký nông hộ để làm gì ạ? Thí dụ như rầy xanh, tôi nói ví dụ rầy xanh đi ha. Bình thường thì 1000 cái ngọn, mình nói 1000 cái lá đi, nó tấn công 1-2 cái lá rầy xanh mà. Nhưng mà đến mùa thì 1000 cái lá nó có thể tấn công 5-10 cái lá. Thì nếu mà mùa của nó thì nông dân là mà cầu toàn á thì phun công thức công trùng của Thuận Thiên. Còn nếu không á thì thôi cho nó khỏe, tại vì có mất mấy cái lá thôi mà chúng ta tốn cả một phi rồi công này nữa rất là cực. Tôi nói sắp tới là rệp sáp, tôi nói ví dụ bỏ cánh cứng đi, sắp tới là bỏ cánh cứng đi. Ví dụ không phải mùa ha, đây không phải mùa thì 1000 cái lá nó ăn 1-2 cái lá. Nhưng mà đến cái mùa của nó, cái mùa là mỗi tỉnh khác nhau ạ, không có tỉnh nào giống tỉnh nào ạ, thì 1000 cái lá nó bị 5-10 cái lá thì ưng thì phun là như vậy. Nhưng mà tính ra đó, cái công phun đó nó tốn rất là nhiều mà nó chẳng được cái gì. Rồi sân ái luôn đi, đâu chôn sao đâu, chôn sao được, động đất làm sao, được cháy lá làm sao đâu. Đây đào một đường giữa là dễ tính hết trơn luôn mà. Rễ nó vậy đó, rễ nó nhiều vậy đó. Muốn xuống quay lâu lắm mà phải đợi cái hội chợ Cần Thơ rồi mới ghé em được. Cái miếng này đi thấy nó yên, cái miếng kia nó tròn quá, đi ghê quá. Đứt rễ thì nó bị sao đó, nó vừa rồi nó rụng hết rồi. Cái nó bị cháy lá giống như xương đúng không? Cái bây giờ cái em tưới xi lại cái nó ra hết luôn á. Ok rồi, đúng này nè, có nè. Có nè. Nè động rễ nè. Nên là rễ sao thì ngọn vậy nè, đúng rồi nè. Nè. Đào đường nước đây nè, đúng không? Đúng rồi. Nè, đây nè. Giờ nó te hết trơn rồi nè. Đó. Nên mình thấy là rễ sao. Thì tôi chứng minh cái lý thuyết là rễ sao thì ngọn nó dậy. Nè. Nó ra lại hết rồi. Nó ra lại hết, đâu có sao đâu. Đây nè, thấy chưa? Là như vậy. Nên trong cái cành chúng ta có rầy, thì có thể là cái rễ của đó, nó đi vào cái chỗ cục đất sét, hoặc là đi vào đá, hoặc là do nó mùa mưa bị úng nước, thì cái rễ nó hư, thì cái cành nó có rầy thôi. Như vậy, đây nè. Đó miền Tây là làm cái bát tưới này là rất là khỏe và rẻ. Mở lên một cái
Một lần em tưới vậy là bơm mấy ngựa? Mấy dầu hả? Bao nhiêu? D? Ếch 75. À, ếch 75. Tưới gọn trên bờ để cho tưới nước ướt không thì tưới 230 mét. À, 230 mét này. Dạ, tưới hết luôn, ngắt ra 2 lần. Ừ, ok. Ôi, đâu giờ đâu? Hết rồi, hết cháy rồi. Đây là cái đám này đây, cái đám này hồi xưa là 17 cây. Bây giờ cà, đi. Ờ, cái này nè. Bên kia nhìn thấy rồi, bên kia nhìn thấy quen quen rồi. Cây kia nặng nhất, tính là cây kia nặng nhất. Rồi, cây nặng nhất bên đẹp luôn rồi. Ờ, không, bây giờ đi. Giờ mình đi qua cây nặng nhất, mình về luôn đi. Đi, đi dòng đường này. Dòng đường này. Hơi dày hả em? Nên là bây giờ mà em trồng mới là em phải trồng so le ra. Mà trồng thưa ra. Đó, 7 mét. Ai mà trồng sen lấy ngắn nuôi dài trồng 9 mét. Thì sen mẳng cầu hay là sen mít hay sen ổi đó. Còn không thôi là trồng 7 mét rồi trồng so le ra là ok. Đẹp rồi. Anh định tháng mấy làm bông đây? Tháng 11. À, làm thuận vụ luôn ha. Dạ, cho nó ra thêm một cây đó. Ừ, ừ. Đúng rồi. Ừ, lá nè. Làm cho thuận vụ thì chỉ cần phun một lần phân hóa mầm hoa thôi. Thậm chí không cần đâu, cắt nước ra bông liền. Giải hữu cơ theo cái đường này nè. Lần sau đó em không cần phải hữu cơ đường này đâu. Em đừng trốn nước nè. Cái em đào xong rồi bị đứt rễ ra. Em lấy 5 lít xi, 3 lít amino. Em phun cái rèo một cái theo đường nước này trước khi lắp đất lại. Trước khi lắp đất nha, phun cái. À. Có thể ra lại. Ừ. Chưa. Đây, ra rồi hả? À, đúng rồi, 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 đúng rồi. À, hay quá. Rồi, ok, lắp lại. Ra lại là nó tốt rồi. Ừ, bình thường. Cái này đeo bao dai chứ phải không có. Ừ, kệ nó. Kệ nó em, không có sao hết, anh phân tích rồi đó. Nó có rầy thì kiến nó nhiều thì cái nước đái của nó cũng tốt, cái phân của nó cũng tốt. Rồi mỗi năm nó chết, nó trả lại cho đất, nó càng tốt. Đúng không? Còn cái người nào mà kỹ quá. Biết cái này luôn, cũng chết luôn rồi. À, cái này, nhớ rồi, rồi. ok. Rồi, lành được rồi. Biết dễ không, cái đường này xịt dày tới 3 lần luôn. À. Đất cây với khi xịt nó đứt xong nó yếu quá trời. Ờ, nó đứt xong nó yếu, đúng rồi. Ừ. Đứt rễ, chuồng ống là đứt rễ hết. Ờ, vườn của Phương trên trước trên đi qua đây đi. Một trong 18 em đây hả? Một trong 18 vị anh hùng lưng sơn bạc đây hả? Thôi được rồi anh ơi. Nhớ từng cây hết rồi. Đi qua quay cây nặng nhất rồi về. Vậy thôi chứ không biết quay cái gì, quay trễ vì cái này mình muốn quay là để nói cho người nông dân là yên tâm về vấn đề là có đôi con rầy. Đến mùa nó phải có. Để nó có cái thức ăn cho con khác nó ăn. Để nó sinh sôi nảy nở lên. Nhưng mà con có lợi nó làm chủ thì không có sao hết. Mình quản lý tốt là người tốt. Làm chủ. Người xấu chỉ làm công thôi. Đây nè, động rễ nè. Động rễ có là cùi ngọn liền nè, thấy chưa? Thấy không? Người thấy cái lý thuyết là rễ sao ngọn vậy chưa? Hay quá, bữa nay sẵn cái này à, chứng minh hết sức là thiết thực luôn. Ừ. Nên ở trên Tây Nguyên cũng vậy. Cắt cái gốc cà phê thôi, đừng có nhổ lên à. Nhổ lên cái là rụi ngọn liền à, dính liền à. Là rầy quay lại liền là tức. Rễ thân bây giờ cũng khỏe luôn, rải có 100 kg nào đi ra. Ờ, thì càng về sau đất đi nó mềm em nè. À. À, ok. Khởi kéo điện luôn không? Chỉ có 3 tháng đầu thôi em. Là mình nhiều hữu cơ thôi. Sau này đó cả ai hữu cơ cũng giảm đi. Vì đất nó âm thầm nó chuyển thành phân rồi. Nó đi như cái nệm này. Nè, đây nè, này là một trong 10 mấy em nè. Cây này dữ lắm mà. À, cây này nặng dữ lắm không? Nhưng mà anh nhớ cây này là nặng nhất nè, cây đầu đây nè. Ờ, muốn giáp mà lên tới ngọn luôn.
nó rẻ lắm. À, sau này cả hữu cơ cũng giảm mà cả NPK cũng giảm luôn. Rồi, đúng là khô nè, đúng là đụng là khô hết rồi nè, nè rụi hết rồi. Ngay đường chung ống á. Ừ. Thôi cũng phải chịu. Cách thứ hai là sụt nước, dùng nước nén lên sụt, nhưng mà nó lâu lắm, sụt thì nó lâu lắm. Cây đâu ta? Cây nặng ở đây. À đây 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 đây. Thôi cây này kết thúc video luôn được rồi. Đây em này đây. À, chú hồi đó đặt chú là giáo sư luôn á, giáo sư đẻo luôn, kỹ sư không bằng ổng đâu, đặt ông giáo sư. Ồ. Liền hang. Quay lại cái chỗ này, hồi xưa mình cũng quay lại chỗ này. Hình dữ luôn. Ờ, nó đổi cái da lên dày ghê ha. Đã ghê á, để anh. Đó, lớp da biểu bì đã không? Mô phân sinh phát triển đó. Thì gọi là mô phân sinh phát triển đó. Này, gót là rạn hết rồi nè. Rạn vậy là ngon lành rồi nè. Này. Đó. Nó quá ngon lành nè. Dày quá. Dày quá. Ghê không? Cái này là bữa đó nó muốn giáp dòng luôn rồi nè. Nó còn dính con miếng này thôi nè. Nó dính miếng đó mà sao nó đẩy lên trên vẫn đi đọt bình thường như người ta. À, tại vì cái mạch gỗ trong em nó cũng có vận chuyển dinh dưỡng, nhưng mà nó không phải là chủ yếu. Chứ không phải nó không có vận chuyển dinh dưỡng đâu. Cái mạch Libe là mạch da ở ngoài này thì vận chuyển dinh dưỡng. Nhưng mà bản thân nó vẫn có dòng vận chuyển nước và muối khoáng đấy. Nhưng mà nó không phải là chủ lực. Nó còn dính lại có một chút xíu. Bữa nay thì được 2 tấc rồi ha. Bữa trước thì có khoảng tấc tấc mấy ha. Này, nó ăn giác ở bên đây. Rồi. Xong. Đang ngồi, đang ăn. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mô phân sinh phát triển này. Rồi. Làm cây đọt này nữa. Chuẩn bị ra cây nữa đây. Chuẩn bị lá ra cây nữa là ngon rồi. Rồi, ok em.